đến hẹn lại lên nha. Hôm nay mình vẫn gia công cái hạt điều A210 hàng Bình Phước nha. Hàng A210 này mình gia công cho khách về tự bỏ vô hộp tem mát của mình. Bên hạt điều Phúc Thịnh luôn cam kết với mọi người là bao đổi trả các tất cả những sản phẩm khi mà bị móc hư nhiễm dầu nha. Hàng không có trộn teo nha, lựa ra sâu âm hết trơn rồi. Đâm ra mọi người cần quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp với Phúc nha. Đây là video Phúc quay thực tế đây. Hàng mình gia công cho mọi người túi hút chân không 500g. Mọi người cần quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp với Phúc. Đây, hạt đều 10 như 10 nha. Đây là hàng Việt Nam nha. Bên mình bán là mình luôn nói là hàng nước ngoài có và hàng Việt Nam có. Tại vì cái hàng đây là hàng Việt Nam nè, A210. Còn hàng Campuchia là hàng A180 nha. Cái này là size 450 hạt. Đây, cái này video rõ ràng khi mà hạt điều Phúc Thịnh bán cho mọi người á, thì nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nha. Mình luôn bao đổi trả khi móc hư nhiễm dầu. Nhiều anh chị hỏi là sao cái sản phẩm của mình lại mắc hơn những cái sản phẩm của những đơn vị khác. Dạ em cũng nói luôn á, là bên em không có trộn hàng teo ở trong những cái sản phẩm nha. Mọi người khi mà mua bên em á, thì có thể so hàng bên em và những cái đơn vị khác nha. Đây là cái sản phẩm bên em hút cho mọi người. Này, cần quan tâm thì cứ liên hệ hạt điều Phúc Thịnh nhé.